Chào tất cả các bạn quay trở lại kênh với ảnh đường núi của mình nha. Hôm nay mình tiếp tục lên núi để review xem xe chở keo nữa nha. Đây các bạn xem lại con suối về mình đây. Đây là con dốc nè các bạn. Cái này các bạn xem xe chở keo xuống con dốc này. Đấy, dốc rất cao ấy. Đấy. Dài. Đây là vườn keo các bạn. Đây các bạn, xe chuẩn bị chuyển động các bạn nha. Bây giờ bật đèn rồi đó. 6:15 rồi. Các cái nhánh cài các bạn. xem xe xuống con dốc này nè. Bây giờ các bạn xem xe xuống con dốc cao này, dốc đứng là bạn. Dốc này mà mùa mưa thì đi đua dữ lắm. Trời tối rồi các bạn. Chạy xuống dốc cao đi. Dốc cao đó các bạn nha. Tại rửa bánh xe có bụi vậy.